Hey, xin chào các bạn. Mình lại quay trở lại với series video hướng dẫn các bạn làm web bằng bootstrap. Trong cái phần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái website tiếp theo. Đấy là nơi mà mình sẽ luyện tập những cái thuộc tính tiếp theo của bootstrap. Cụ thể là cái website này. Đây chính là cái website này này. Là mình có thể là kích vào các nút này để mình chuyển các slide. Có một cái menu, có phần heading và một cái phần trình bày kiểu như này. Cái kiểu trình bày này thì nó nhìn ở đây thì nó trông nó bèo bọt thế thôi, nhưng mà thực tế là cái kiểu trình bày này là chính là cái kiểu trình bày của web mà dạng công nghệ. Đấy, tức là mình trình bày một cái sản phẩm theo dạng như kiểu là ảnh text chia cột như này đó, cứ như vậy, hoặc là như kiểu dạng trang web này, đúng không? Đấy, một cái sản phẩm chia cột, xong sau đó là các khối trái phải nó đan xen nhau. Cho nên cái kiểu trình bày này nhìn nó thì nó đơn giản thôi, nhưng thực tế là nó áp dụng trong rất nhiều loại hình website. Đó, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kiểu website này bằng cách sử dụng Bootstrap. Nói chung là nếu mà bạn thạo rồi chắc làm cái này chỉ có 10 phút thôi. Nhưng mà đây mình hướng dẫn cho các bạn mà mới bắt đầu mà hiểu về Bootstrap. Cho nên là mình vừa làm mình sẽ giải thích từng phần tử một. Và mình sẽ làm theo phương thức là từ trên xuống dưới thôi. Như vậy kiến thức mà mình sẽ học được trong cái phần này bao gồm là một là cách làm cái hiệu ứng banner, hai là cách trình bày nội dung website dạng solid, ba là cái cách mà làm menu, gọi là menu responsive, menu cho mọi loại màn hình đó. Tức là cái menu này khi mà bạn F12 nhé, bạn chuyển nó về dạng là dạng iPhone nhỉ, thì thấy là menu này nó chỉ như này thôi, chứ nó không biến thành cái thanh menu như cái bài trước mình làm, tức là menu mà nó kích vào nó xả xuống ấy. Đấy, cho nên là ở đây mình hướng dẫn luôn bạn làm một cách mà sao cho mà khi mà nó co về iPhone là nó tự biến cái menu dạng di động. Đấy, ở đây thì nó chưa dạng di động cho nên là nhưng mà mình sẽ làm nâng cấp hơn cái sản phẩm này một chút xíu, mình sẽ biến nó thành cái dạng di động thôi. Rồi, như vậy là mình vừa giới thiệu qua cái nội dung của cái website số 4 này. Nó nói chung là khá đơn giản. Đấy. Trong cái phần video sau thì mình bắt đầu xử lý luôn từ trên xuống dưới. Mình dừng video này ở đây. Cảm ơn các bạn.